Hướng dẫn sử dụng máy may gia đình Janome N572. Đây là loại máy may mini Nhật Bản. Trước tiên thì mình cần kết nối máy với cái nguồn điện 110. Đây là cục biến áp. Đây mình cắm sẵn rồi, bật máy lên. Rồi để sử dụng máy thì mình sẽ sang chỉ từ ống chỉ sang con suốt. Đây là con suốt chỉ không, chúng ta cắm lên rồi đánh suốt. Ống chỉ chúng ta để lên cọc chỉ. Trên máy nó có một cái sơ đồ để hướng dẫn này. Đó, bước 1 là chúng ta kéo vào bước 1 đây. Kẹp vào cái đồng tiền này, đánh suốt là bước 2. Bước 3 là quấn vào con suốt theo chiều kim đồng hồ. Quấn mấy vòng cho nó bám vào con suốt. Rồi dạ, cái đồ đánh suốt này qua phía tay phải. Bấm nút khởi động, đây là nút khởi động. Chỉ sẽ được sang từ ống chỉ sang con suốt. Khi đủ rồi chúng ta bấm nút may một lần nữa thì nó dừng. Gạt lại cái đồ đánh suốt này qua cái tay trái, lấy suốt ra. Suốt chúng ta bỏ vào máy. Đây chúng ta kéo cái ngàm đen này, mình sẽ bật cái nắp lên. Chúng ta lấy con suốt ra. Đó, suốt có chỉ thì chúng ta bỏ vào, chúng ta lưu ý nó giống như cái hình vẽ trên cái nắp đây. Con suốt chúng ta để ngược chiều kim đồng hồ để thuận là sai nè. Chúng ta lật lại, bỏ vào, giữ con suốt lại, đè con suốt lại, kéo vào cái rãnh ngay cái đầu mũi tên đây, kéo vào cái rãnh, rồi chúng ta để đó, để nắp lại, bên trái trước, bên phải ấn xuống, bắt đầu chúng ta xỏ chỉ trên. Trước khi xỏ chỉ trên thì chúng ta lưu ý nhấc cái chân vịt cao lên, bước này rất là quan trọng luôn, để máy nó mở ra cho chúng ta xỏ. Rồi đi theo nét liền, một cũng là móc đằng sau này, hai là đi thẳng xuống nè, hai là đi lên. Bước số 3 là móc vào cò từ bên phải qua bên trái, 4 là đi thẳng xuống móc qua bên đây, và còn một cái chi tiết nhỏ trên kim chúng ta móc từ phía sau ra. Đây, móc từ phía sau ra. Tới đây chúng ta hạ chân vịt xuống, xỏ vô kim từ trước ra sau. Thì theo máy nó có một cái đồ hỗ trợ xỏ chỉ. Để sử dụng được cái đồ này, trước tiên cái vị trí kim chúng ta phải xoay lên cao. Bình thường máy đã tự dừng đúng vị trí rồi, nhưng mà nếu chúng ta lỡ có xoay vô lăng cao thấp á thì chúng ta xoay nó lên cao nhất. Đây, cái vô lăng chúng ta xoay nó lên cao nhất. Rồi, để sử dụng đồ xỏ chỉ này thì cho tay phải chúng tay trái chúng ta cầm đồ xỏ chỉ nè. Tay phải cầm sợi chỉ, tay trái kéo đưa sợi, tay phải đưa sợi chỉ qua đồ sợi chỉ, tay trái kéo đồ sợi chỉ xuống, đẩy ra phía sau thì cái móc nó sẽ chui qua lỗ kim. Giữ nguyên tay trái, đưa tay phải đụng vào cái mũi kim, đưa sợi chỉ đụng vào cái mũi kim kéo lên. Lúc này chúng ta kéo ngược cái đồ sợi chỉ về phía chúng ta thì chỉ sẽ được móc qua lỗ kim. Đây, nó đã được móc qua, chúng ta rút phía sau nha. Rồi chúng ta sẽ lấy chỉ dưới lên. Bình thường đối với cái máy bình thường thì chúng ta tay trái chúng ta cầm sợi chỉ, tay phải chúng ta xoay vô lăng, xoay vô lăng một vòng thì máy này cũng được. Nhưng mà bên máy này chúng ta chỉ cần ấn nút lại mũi một lần. Đây, tay trái cầm sợi chỉ, ấn nút lại mũi một lần là máy sẽ quay một vòng lấy chỉ lên. Rồi chúng ta chỉ việc nhét hai sợi chỉ phía dưới, bỏ vải vào may, bấm may. Lại mũi là ấn đè luôn. Còn đây là cần gạt tốc độ nhanh chậm, đây là may dừng, lại mũi, tốc độ nhanh chậm, bên này chậm bên này nhanh. Theo máy thì nó sẽ có một cái bộ chân vịt như thế này. Thì đây là cái chân vịt cơ bản trên máy. Nhấc chân vịt lên nè. Chúng ta ấn đằng sau này nó sẽ rớt cái chân vịt cơ bản ra. Ấn cái này ấn lên. Ấn lên nó sẽ rớt chân vịt ra. Rồi đưa vào thì bất kỳ cái chân vịt nào nó cũng có một cái thanh như thế này. Chúng ta chỉ việc tay trái đưa chân vịt vào đúng vị trí, tay phải hạ cái cần chân vịt rớt xuống là nó sẽ dính vào. Rồi cái chân vịt chai dây kéo thì chúng ta lưu ý chúng ta chỉ được sử dụng đường may thẳng thôi khi mà thay chân vịt chai dây kéo. Đây chân có chữ E như thế này. Chân may lai ẩn thì chúng ta sử dụng những cái mẫu này, hai mẫu này.
Còn chân giả bắc sổ chữ U thì sử dụng tất cả những cái đường phanh trên cái chân vịt màu đỏ này, ba cái màu đỏ. Chân làm khuy thì dùng để làm khuy 4 bước, để mình sẽ thử dụng cái làm khuy. Chúng ta thay vào, gắn vô cái thanh này. Chúng ta đẩy hết chân vịt về phía mình và vặn qua bước 1, khuy về 4 bước. 4 bước sẽ thành một cái khuy. Chúng ta vặn bước 1. Làm bước 1 sẽ bằng cái độ dài mình cần. Chúng ta đẩy hết phía trước, chúng ta để ý có cái mũi tên nó nằm ngay vạch đầu tiên nè. Bước 1 sẽ mũi tên nó sẽ chạy bằng cái độ dài mình cần. Khi mà đủ độ dài mình cần chúng ta bấm dừng. Rồi vặn qua bước 2. Bước 2 chúng ta bấm may mấy mũi thôi. Bấm dừng. Và vặn qua bước 3. Bước 3 chúng ta bấm cho nó may trở về cái vị trí ban đầu. Khi mà mũi tên nó về tới cái vị trí ban đầu chúng ta bấm dừng. Và cuối cùng dặn bước 2 với bước 4 là chung. Khóa lại mấy mũi thôi. Rồi, vậy là hoàn tất cái khuy.